Đó, pháp sừng nha anh em. Pháp độ đó đây nha, rất là to. Đây chữa là 7 tháng nha anh em. Đây con này mới đẻ nhé, nhé được gần 1 tháng rưỡi rồi mẹ con. Rồi, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi. Xin chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 10 2020, thì mình làm video phát trực tiếp xem bò, mua bán bò, giá cả công khai. Thì hôm nay mình đến quay cái chuồng bò chủ kêu bán những con Pháp đẹp, Pháp mẹ mẹ con, cặp mẹ con là bò độ nha anh em, rất là đẹp. Ai muốn mua về làm nái nền, các thích hợp làm nái nền thì các anh em cùng thích thì liên hệ số điện thoại của mình. Thì mời các anh em cùng theo dõi hết cái video xem bò như thế nào và giá cả ra sao. Rồi mời các anh em cùng theo mình nha. Mình tới chuồng rồi anh em. Đây, con Pháp đầu đây. Rồi, Pháp lứa thứ hai nha, đang chữa là 7 tháng chữa nha anh em. Khá là to à. Rồi chân giờ đem xem nha, chân cẳng rất đều và to. Đấy, cái lứa thứ hai đang chữa lứa thứ hai. Chung là thân hình rất là đều nha anh em. Rất là đẹp. Rồi mình sẽ vào bên trong, mình sẽ quay ở sau tới quay cận cảnh cho anh em cùng xem. Bò thì rất là hiền. Chắc là thích hợp để làm nay giống nái nền nha anh em. Nào muốn xem thực tế thì alo mình sẽ dẫn đi xem thực tế. Đây con Pháp này cũng lứa thứ hai luôn nha anh em. Đó. Thì con thì được một gần 1 tháng rưỡi, nghe cái gần 1 tháng rưỡi nha. Bò đã lên giống lại nha, chủ chưa phối đó nghe anh em, mới có 1 tháng rưỡi mà bò đã lên giống rồi, giống nó rất là tốt. Rồi bên đây là con gút, gút là lứa thứ ba đó, con nghé nó trong là con mẹ Pháp này nè. Rồi mình vô chuồng sẽ quay cận cho anh em cùng xem. Giờ mình quay ban đầu sơ sơ lược ra. Đó, rất là đẹp. Đây con Pháp này cũng lứa thứ hai, lứa đầu nha anh em, lứa đầu mới bán con rồi, bây giờ mới phối lại mười mấy ngày, chủ chưa được giá, chưa bán luôn mà chưa biết bao đậu hay không nên chủ chưa kêu giá.
Vì pháp đây pháp tơ nha anh em, thì cũng lên giống một lần rồi, chủ kêu là 28 triệu pháp bìa trong này nha. Ở tại mình đứng cái chuồng ở ngoài nó trong nó thấp lắm, chuồng nó rất là thấp, mình đứng bò ở ngoài rất là cao anh em, chắc ở ngoài là cao lắm, tạm đứng trên nền cao mình quay xuống, đứng trên máng mình quay xuống nó thấp. Chuồng này mé sau mình thấp gần quá, nó ngắn mình ra phía sau quay không được, sao quay phía trước nha. Ở đây mình xem nha, ai muốn xem thực tế thì alo mình dẫn đi xem thực tế. Rồi đây mình chuẩn bị mình đi vô chuồng, mình sẽ quay ở phía sau hai con bò là bò lớn này cho anh em cùng xem cận cảnh. Đó, mình đã vô chuồng anh em. Đây, màn hình rất là to đầy đặn. Đó. Đây đều hai chân đều nhau rất to nha, đều. Giờ chủ kêu giá con này là 57 triệu nha anh em. Có 7 tháng. Chung đẻ con là rất là đẹp. Gieo con chủ gieo là con Pháp luôn, trai Gò Lai. Đó. Lứa thứ hai đang chữa lứa thứ hai. Rồi mình sẽ vô quay con Pháp mẹ cặp mẹ con đây nha. Mẹ con bên đây cũng là lứa thứ hai luôn. Nghe là gần một tháng rưỡi vậy nha anh em. Còn nghe bên dưới đó, gần một tháng rưỡi rồi nghe cái. Thì con nái này nghe chỉ được một tháng rưỡi nữa mà nó đã lên giống lại rất là mạnh nha anh em, chủ chưa phối, chờ nước sau là phối. À, thì chủ kêu con này là 74 triệu cặp mẹ con, 74 triệu nha anh em. Đó. Rồi mình sẽ quay sơ lược lại cho anh em cùng xem. Thì anh em nào có thích thì hãy nhấc máy liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình nha. Ai muốn xem thực tế thì cũng liên hệ với mình dẫn đi xem thực tế cho các anh em cùng xem. Thì cái video mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong cái clip sau nha. Rồi mình xin chào các anh em.